Cô qua đây cô phải làm cho. Đây mình làm khoảng mấy lần rồi mình hết đó. Chắc 6 mũi rồi. Hoa đi học trên đây hả? Dạ, con đi làm. Ồ, con nhỏ mà đi làm hả? Hoa làm gì con? Dạ, làm sát, làm... Đó, nhặt liệu á. Ừ. Ủa, bán nhà liệu. Không. Nè, tình mình làm ha. Dạ. Giờ mình ở lúc mà coi lên tưởng đâu là một người lụi, một người nặng. Mưa đấy con, mình cho nó hết mụn như mụn quá trời luôn. Mặt vậy này con làm trong đó nó cũng bụi đúng không con? Dạ. Yeah. Nghi ngã không? Nghi ngã không?
Cha mẹ đưa lên luôn hả? Ừ. Bữa đi da liễu được bao mấy tháng chị? Đi một lần hôm nay cũng 2 tháng rồi. Mình mới hết thì nó bị lúc kia nó bớt. Nó bớt nay chắc cỡ 2-3 tuần nữa bị lại lên nữa. Lúc kia về cũng đi nặng vậy nè. Chị thuốc, chị này còn nhiều không? Cái chai có bột á, em đổ vô đâu xong đưa gì thẳng cái có bột á dặn chị. Nhớ ăn rau xanh đồ cô vô nha con. Uống nhiều nước vô.
kim nữa. Cố ăn tay. Mẹ lấy ghế ngồi cho đỡ mỏi chân vậy. Chứ đứng mỏi chân. Ở đây là ở quận mấy khoa? Dạ, ở quận 4. Quận 4 luôn. Dạ.
lỏng đi. Chị Thảo có mang thẻ không? Có. Mà chị nói chị đóng 2 lần. Lần 1 thì có ghi lại, lần 2 không ghi lại. Còn tiền. Còn 2 triệu 8 nữa. Ừ. Coi sổ có lưu ung thư không? Khó tí con. Mụn quá trời luôn. Chứ kêu đóng nó đi để chị kiểm tra. Chị ra soát lại nha. Không sổ không có luôn à.
của chị là cái lần đầu có ghi ngày, còn hai lần sau không có ghi. Thôi lắm, thôi lắm, đừng đừng có nhiêu. Bây giờ thôi. 8:30 rồi đi. Đây làm thời vệ sinh. Nhanh con. Cố lên. Bao nhiêu đây? Cố lên tí. Hộp này nó còn sâu ở dưới, nó cứng á. Phải bôi thuốc nó mới đẩy này, lấy nó dễ. Này dầu nhờ nó tiết ra dữ quá, nó trơn á. Cứng lắm. Lần một mình lấy mấy cái mụn kín như vậy thôi. Đi qua con, đi qua. Chán tí. Để bôi thuốc nó gom lại. Nếu mụn mọc thì mình không có lỡ. Lát nữa nó nói sao chị? Mấy mụn nguyên nói sao? Dạ. Dạ. Sức thuốc nó đẩy lên dễ lấy hơn mà cũng đỡ đau hơn. Chứ nó cứng lên. Cứng lắm luôn á.
to. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cho hết mụn nha. Có bạn gái chưa à? Chưa. Con nói chuyện đừng lắc con. Không để cái mặt nó bị rỗ là khổ quá. Mình cái mặt mình nó bị rỗ là nó nhìn nó dữ. Thế anh con, cố lên. Mạnh mẽ lên. Mụn còn cứng lắm chứ rồi. Cô Thủy đang lấy ra còn hết. Cô Thủy làm nguyên ngày cũng đuối rồi. Thì sẽ cố gắng lấy con nhiều nhất có thể, con phải cố gắng này. Bự bự không à. Thế này, thế con nghỉ giá lao không? Thôi ráng nha. Nó làm tiếp luôn nha. Cho nhanh đi, giờ trễ quá trời luôn. Ba mẹ ba mẹ thương dữ lắm nha. Hộ tống cả ba và mẹ luôn. Tống qua đây lấy mụn. Đi qua đây đi tiếng rỗi quá. Không biết đường đi đi. Tại chưa biết đường á. Thêm quá. Cố nha. Để. Theo tao. Nghĩ xíu không?